mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vùng Đất Cha. Ok, thì anh em đã biết gì chưa? Thì trong những tập trước á, thì bọn mình đã, nói chung là đã, sao ta, đã làm lộ mặt của Timmy giả mạo đó. Thì bạn nào chưa xem tập trước hãy xem nha, nhấn xuống phần mô tả và bấm vào cái link của video trước và các bạn có thể xem được video trước nha. Bạn nào chưa xem hãy xem ủng hộ mình nha. Và các bạn hãy đừng quên nhấn like để ủng hộ cho mình nha. Nếu như các bạn yêu thích cái series Vùng Đất Chết này, tại vì series Vùng Đất Chết của mình cũng đã gần được 30 tập rồi. Thì nếu như mà anh em muốn mình làm tiếp á thì anh em hãy like cho mình nha. Nếu như video này đạt được 3.000 like thì mình sẽ tiếp tục làm thêm tập 29, tập 30 và những tập tiếp theo vậy nhiều hơn nữa nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục sinh tồn ở trong cái Vùng Đất Chết này. Đây bây giờ mình nghĩ là mình sẽ qua mình rủ vịt đi chặt cây để xây dựng những cái công trình thật là đẹp cho anh em đó. Vịt đâu ta, để mình qua nhà vịt coi. Nè, vào nhà nè. Đây, để làm nhà xem anh. Dì nằm ngủ à? Ok, chuẩn bị nha, chuẩn bị anh em xem nè. Xem nè. Ôi rồi, sao chết rồi. Trời ơi, sao giết tôi vậy? Ủa cái gì em hết, sao hôm nay nghe ông thiều hào vậy? Trời ơi, đêm qua trời ăn phải rồi. Đi ăn tôm hùm xong rồi đi ăn tôm biển, ăn tôm thùm các loại hải sản. Hôm nay bị đau bụng rồi đi bị chảy thôi. Lẹ gớm quá à, trời. Ôi này thì Ủa cái gì? Ngất cơ. Ôi trời, mình đây ông sao vậy? Trời ơi, có bệnh thì đi leo lên nhà mà nằm chứ sao lại nằm ở đây trời. Lên nhà đây, đừng bắt tôi đi làm gì hết. Ôi anh em ơi, đó chưa, cái này là cái tội mà đi ăn mà không mời anh em nè, thấy không anh em, thấy không? Cái này là cái tội mà đi ăn mà không mời anh em cho nên giờ bị đau bụng, thấy không? Thôi chắc là mình nghĩ là bây giờ mình phải tự đi chặt cây mình thôi, giờ biết sao, trời bực hết sức. Để mình ra ở trong rừng có nhiều mấy cây nè, mình chặt chút xíu rồi xong gì mình sẽ xây những cái công trình thật là đẹp cho anh em nha, chẳng hạn như là tháp Eiffel nè, đồng hồ Big Ben nè đó. Mấy cái cây này nhỏ quá, mình nghĩ là mình sẽ qua. Ok, cái cây này bự nè, cái cây này được nè đó. Ok, mình chặt cái cây này nha. Một cục gỗ nè. Cái tiếng gì ta, cái tiếng gì nó kêu vậy? Ủa hay là cái con búp bê bên kia nó kêu ta? Ủa lần trước, ủa sao tự nhiên con búp bê nó lại qua tới tầng đây rồi? Thôi kệ đi, mình tiếp tục mình chặt cây, con mấy con búp bê nhảy nhép này mà. Ok, hai cục nè. Cái gì vậy trời, mình nghe cái tiếng mình mắc cười, anh em, cái tiếng này làm mình mắc cười quá, không biết là mình có nghe nhầm hay không. Tiếp nè, ba cục nè. Cái gì vậy anh em? Ôi ủa, chứ lẽ cái cây này cái cây biết nói hả? Đâu mình thử nha, bây giờ mình sẽ thử mình dùng skill mình chặt một lúc một thật là nhiều nha. 1 2 3. Ôi cái cây có ma anh em ơi. Ôi đừng có nói là cái cây này có ma nha. Cái con gì vậy? Trời nhớ gì bị chặt cái đôi mất người mất đạo làm vậy. Ôi anh em ơi, ôi cái con gì vậy? Cái này con gì vậy? Ủa ơi, cái con, cái thằng nhóc kia, ngươi là ai? Nhóc là tào lao. Tôi đây biết bao nhiêu tuổi không? Tôi đây 500 tuổi rồi á. Cậu được 3 tuổi mà cậu kêu tôi là nhóc. Vậy? Tào lao 500 tuổi, trời. Kiếm này, cái mặt của ngươi như vậy mà ngươi kêu là ngươi 500 tuổi hả? Chắc ngươi là một cái thằng nhóc con nói dối, con nít nói dối là hư nghe chưa? Con nít nói dối nè. Với người lớn là mày là giống là cây của tôi á, 500 tuổi thì chỉ là con nít thôi. Còn các mà bậc gọi là cha chú rồi các ông á là phải đến 5.000 tuổi, 500 tuổi, ngàn tuổi luôn á, ghê không? Ghê vậy? Ủa vậy là ngươi vẫn còn là con nít hả? Vậy tất nhiên ta kêu bằng em mà, đúng rồi. Rồi sao? Ủa mà tự nhiên ta đang chặt cây cái ngươi nhào vô, ngươi cản ta làm gì? Ủa mà nhìn ngươi cũng giống cái cây quá. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi là yêu quái phương nào? Tôi là thần cây. À, đây là một thần cây ở trong cái cây này. Tự nhiên sáng sớm qua gây sự tôi chi ạ? Thần cây tôi lấy thần cây. Ủa từ trước giờ ta đều vô trong cái khu rừng này, ta chặt gỗ, ta có gặp ngươi đâu, vậy giờ ngươi xuất hiện, cái ngươi nói ngươi là thần cây, ngươi xạo à, ta giết ngươi bây giờ. Ủa rồi ngươi là thần cây rồi thì sao? Bây giờ ta không cần biết ngươi là ai, miễn là ta cần đi chặt cây để ta còn xây nhà nữa. Đi ra chỗ khác đi. Cái gì làm gì cái gì vậy? Cái này là thần cây xuân hùng. Vô chặt cái cây này luôn nè, chặt cái cây này luôn nè. Chặt 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 nè.
À mày ghen, thằng nhóc mày ghen ha, giống quấn tao ha. Được được, xem đây từ từ coi coi. Mình có mấy cái quả trứng sói này chuẩn bị chết ta nè. Đấy, ta sẽ triệu hồi thần sói ra đánh với người. Triệu hồi nè. Đó, thần sói xuất hiện nè. Đâu người đâu, ra đây. Người đâu? Chưa đâu, chưa gì. Tấn công. Tấn công nó, tấn công nó đi sói. Này. Ôi tấn công. Ôi tấn công. À. Ai ơi, sói à? Hay cho lôi cho chừng nó này, tao nhà. À, ghen hả? Đánh đi. Xin lỗi. Nhưng mà cậu đừng có chặt cây của tôi nữa. Chặt hết rồi lấy gì mà lấy oxy mà sống. Cậu cũng chết bao rồi. À, ủa. Ta nhìn cái đít của người ta ghét quá, ta chém cho người cả. Cậu văn hóa nhìn người ta. À, quýnh ta hả? Dạ, quýnh ta hả? Quýnh ta hả? Này thì quýnh ta hả? Dám quýnh ta hả? Lên đây. Leo đây gì ạ? Leo đây, giờ ngươi tin ta cho con chó sói nó cắn người đúng không? À, đây chính là con chó sói của bà. Người ngon, quýnh ta đi, quýnh ta đi, ngon quýnh đi, trời. Thôi, nhưng mà không dám. À, nhưng mà bây giờ thì thấy người cũng tội á, nhưng mà ta không chặt cây thì làm sao mà ta có thể mà làm thức ăn, làm gì ta làm gỗ để nung thức ăn và xây nhà được, cho nên ta phải chặt thôi. Trời ơi, đi đây. Thôi, bây giờ cậu không chặt cây nữa, bây giờ tôi thỏa thuận với cậu một cái này có được không? Cái gì? Tôi sẽ cho cậu một cái thứ mà còn quý hơn những cái cây, tất cả các cây trong khu rừng này. Nói. Cái gì? Một cái thứ quý hơn mấy cây gỗ rồi luôn hả? Là cái gì đâu? Đúng rồi. Đâu, cầm lại cho tôi coi. Đây nè, xin giới thiệu. Thèn tê 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 tập. Cái này là gì đây? Cái này là cái tấm dán để lau nhà, quét nhà hay gì? Tấm dán để lau nhà là không biết gì mà phát biểu. Nhìn đây nè, đây chính là cái mâm kỳ diệu. Cái mâm này á. Cái gì? Cái mâm kỳ diệu hả? Cái mâm. Khi mà cậu thích ăn một món gì á, cậu chỉ cần gọi ra là món đó sẽ xuất hiện trên cái mâm này. Đó. Ôi ghê vậy. Ủa vậy hả? Ok, để ta thử nha. À, cái mâm kia, hãy mau mau cho ta một con gà quay. Wow, trời ơi, nhìn kìa. Ui, có con gà quay thiệt luôn nè. Đâu, mình cầm, mình coi coi phải cái này, cái này thiệt là gà quay em đâu. Mình ăn thử nha anh em, mình ăn thử coi. Lỡ biết là cái hàng Trung Quốc sao. Ui, ăn được. À, thử lại. À, cái mâm kia, hãy mau mau cho ta một cái bánh hamburger coi. Ôi, thiệt không anh em? Có cái bánh hamburger luôn rồi nè. Lấy, trời ơi, ăn thử. Ông trời ơi, bánh hamburger, ăn được. Trời ơi, ngon nha. Ôi, ghê. Ok, thì ta nghĩ là bây giờ ta sẽ lấy cái mâm này và ta sẽ tha cho người, ta sẽ không chặt gỗ trong rừng của người nữa, được chưa? Thôi, cảm ơn quá, tôi cầm đi luôn đi, trời mày. Ok, ta lấy. Bà mẹ đừng có dừng, trời ơi, sướng quá, trời yêu cây. Thôi, đảo anh em ơi. Hay anh em ơi, trời ơi đảo quá. Hôm nay mình đã gặp được một cái anh mình gọi là ông thần, gọi bé thần nghe nó hơi kỳ. Ok, mình đã gặp được một cái ông thần, thì ông thần này ông đã cho mình một cái mâm. Cái mâm này chỉ cần đặt ra kêu món ăn là nó sẽ xuất hiện. Trời ơi, không tốn tiền mà không cần mất công để đi nấu nữa, trời ơi đã. Ok, để mình coi giờ mình sẽ đặt nó ở đâu đây, xong mình rủ anh Vịt với lại Timmy xuống đây mình khoe với họ coi. Đặt ở đây nè. À, ok. À, Timmy ơi. Ở pha không gì ạ? Xuống đây, nhanh, trời. Ờ, Vịt ơi. Vịt đi. Làm gì anh, đứng đó làm gì đi, lại đây. Đi toilet. Toilet, lại đây đi, cho tao coi này nè, khoe này đi, mình đi toilet xong. Dạ ra có cái gốc cây. Không, nhìn đi, có thấy cái gì không? Gốc cây trên cái... Không, cái cục ở trên đây nè. Cái gốc cây. Trời, cái này là cái mâm. Ừ, cái này là cái mâm rồi, cái mâm. Ê, nó cho mình ra, nó cho mình coi cái mâm trống không có cái gì khác nữa chơi mình không? Vô bản mặt mình, trời. Trời ơi, nè, tôi nói với mọi người nè. Mình bật mâm ta. Không. Thật không? Cái gì vậy? Không, ý là đây nè, mọi người nhìn đi. À, đây không phải là cái mâm bình thường đâu mọi người, đây chính là một cái mâm thần. Và bây giờ mọi người muốn ăn món gì, mọi người chỉ cần kêu là nó sẽ xuất hiện, tin không? Không tin. Không tin hả? Đâu, bây giờ vịt đi, vịt thử đi, vịt kêu là cái gì, cái món gì đó đi, rồi nó xuất hiện cho vịt coi. Đứng xa xa ra. Ơi, cái món gì à? Ê, cho tôi món thịt khủng long, trời ơi. Thịt khủng long, trời ơi, trên đời làm gì có thịt khủng long. Thì kêu lại gì đâu, cho tôi, cái bánh gì ta? À, đúng rồi, bánh nhân tiêu đen, trời ơi. Ê, đã thấy chưa, nó xuất hiện rồi nè. Ủa, có thiệt kìa. Ê, thiệt là vịt, ăn đi. Thôi tôi không chắc bụng, tôi hôm qua ăn vừa bị tiêu chảy, ba ăn thử. Ê, để tôi ăn cho. À, trời, đơn giản bánh là tôi ăn à. À, sao mày biết hai con gà rồi. À, tại sao vậy, tôi không chịu lắm. À, trời ơi, thì gà thôi. Ơ, gì em ơi. Trời ơi,
trời, cái này là bà Timmy, nó phải, nó phải là cục thịt gà đâu, tiên lại giết bà sao được. Ok, đứng em từ nó hết à. Trời, họ hết chưa, mọi người tin chưa? À, không tin gì đâu, vậy là cái cây này dởm mà, đâu phải đồ ăn thiệt đâu ăn. Thôi tao gọi cái gì mà anh khác một xíu đi. À đâu, để tôi okay. Mày ăn đồng quá, mày ăn đồng quá, cái thứ gì vô dân quá vô quá. Rồi món tào lao, giờ để anh gọi nè. Bây giờ tôi muốn ăn một món là bánh chùi cạo. Á trời, xuất hiện rồi nè. Thôi nè, tôi ăn bánh rồi, anh ơi, bác anh chưa biết anh khổng lồ đi à. Cái gì vậy? Phong ơi Phong, quả này cân nặng gần ngân ba luôn. Trời, nhìn đùa. Trời ơi, đã mập bây giờ còn mập hơn. Hey, nhớ mất từ ngày có cái mâm thì thích ăn món gì vậy? Bất bằng đó 5 phút ra liền, à không, 5 phút 5 giây là ra rồi à. Mà bây giờ lỡ đem cho thằng nhóc rồi, mình tiếc quá. Hay là bây giờ mình tìm cách để mình lấy lại ta. Được rồi, mình chưa quyết định, mình sẽ lấy lại cái mâm đó và mình sẽ gọi quái vật ta để đi cùng mình để lấy lại cái mâm đó. Nói là làm linh.